Một người đi trên hành trình sống thiền, người đó bắt đầu nhận ra được ở bên trong chúng ta có một vị thầy luôn luôn chỉ dẫn, luôn luôn khai sáng cho mình. Vị thầy đó là gì? Thầy đó chính là năng lực nhận biết đấy. Vị thầy đó chính là tánh biết của mỗi người ấy. Vị thầy đó là vị thầy mình gặp đầu tiên ngay nơi chính mình, mà vị thầy đó cũng là vị thầy cuối cùng ngay nơi cuộc đời mình, mà vị thầy đó cũng là ai? Cũng là chính mình. Do đó các bậc giác ngộ họ hay nói là gì? Tự do đầu tiên. Nhưng mà cái tự do đầu tiên đó cũng chính là tự do cuối cùng. The first freedom is also a last freedom. Tự do đầu tiên tức là giây phút mà mình chạm vào, mình nhận ra được tánh giác ngay nơi mình, đó là giây phút giác ngộ đấy, mình có tự do. Nhưng mà nó cũng là cái tự do cuối cùng của một hành giả đi trên hành trình tâm linh. Rồi năm tháng trôi qua, chúng ta sống sâu sắc hơn nữa, rồi bắt đầu mình nhận ra được rằng thì ra xưa nay tự mình nghĩ rằng mình khổ, chứ còn bản chất chân thật của chúng ta vốn xưa nay hoàn toàn tự do, hoàn toàn giải thoát. Phải không? Tức là tánh biết của mình đó. Giống như mọi người đang nghe Thầy nói, thì cái âm thanh vừa vang lên tai mình nghe, sau đó là sao? Nó xong, nó dính lại đâu đúng không? Nó đâu dính lại cái chỗ mà mình biết cái âm thanh nó đang vang lên, đang nghe đó. Như vậy rõ ràng, ngay nơi biết, tức là ngay nơi giác, xưa nay nó không bao giờ dính mắt. Mà nó không dính thì có nghĩa là gì? Là tự do, là giải thoát. Phải vậy không? Thật ra, trong bước đầu mà chúng ta sống thiền tròn vẹn nhận biết, chúng ta còn dùng những ngôn từ chẳng hạn như mình phải buông xuống niềm đau, mình phải buông xuống nỗi khổ, mình phải buông xuống lo lắng. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình nhận ra là mình không cần phải buông gì luôn. Bởi vì tất cả những gì mà chúng ta gọi là niềm đau, nỗi khổ, lo lắng, bất an xưa nay chưa từng dính mình. Không dính thì lấy gì buông? Như vậy thì từng khoảnh khắc chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này, đó là khoảnh khắc của phúc lạc, hạnh phúc đó, thì nó luôn luôn kèm theo nó sự đau khổ. Còn phúc lạc là một cái niềm vui, nó vượt ra khỏi đối đãi. Thì cái biết thiện, biết ác, biết đúng, biết sai, tức là tánh biết của mình đó, nó ra ngoài đối đãi, có phải vậy không? Đối đãi là nhị nguyên đấy. Như vậy thì khi mà chúng ta an trú được ngay nơi năng lực của sự nhận biết, tức là tánh biết, thì có phải mình ra ngoài âm dương ngũ hành không? Âm dương là gì? Âm dương là nhị nguyên đấy. Âm dương sanh ra ngũ hành. Thì bây giờ mình ra ngoài âm dương thì mình thoát ra khỏi ngũ hành, là mình bứt phá ra khỏi năm uẩn này. Thế rồi không có gì ở thế gian có thể chướng ngại mình nữa, tức là mình trở thành Bát Nhã Tâm Kinh nhớ không? Ngũ uẩn giai không, thì liền vượt qua tất cả mọi khổ. Như vậy thì cũng ngay nơi biết này mà mình nhận ra được ngũ uẩn giai không, cũng ngay nơi biết mà mình nhận ra được là gì? Tất cả nỗi khổ nó không có dính mình được. Như vậy thì sống ngay nơi tánh biết, tức là chúng ta đang sống ngay nơi trí tuệ Prajnaparamita, là tuệ bát nhã, mà giúp cho mình Paramita là đáo bị ngạn, là vượt được qua bờ bên kia, là từ cái bờ của đối đãi nhị nguyên, của khổ đau, vượt qua được bờ của giải thoát và giác ngộ. Như vậy thì khi mà nghe đến đây rồi, chúng ta nhận ra cái chuyện
tu tập mà giác ngộ giải thoát, nó đâu phải là chuyện viễn vông, chuyện tưởng tượng, chuyện gì đó xa xôi, mà mỗi người trong chúng ta có thể trải nghiệm được nó ngay khoảnh khắc đang làm này. Và đây là điều tuyệt vời của chân lý. Thật ra khi mà Đức Thế Tôn Ngài ngộ đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài ngạc nhiên lắm, bởi vì Ngài nhìn ra tất cả chúng sanh muôn loại đều có Phật tánh, đều có tánh giác, nhưng mà không sống được với con người chân thật của mình. Có loài nào không có cái biết đó? Mình thấy mũi đấy, nó bay, nó đậu trên tay mình, đuôi tay gần gần mình định bắt nó chẳng hạn, nó biết cái nó bay đúng không? Hay loài nào cũng có hết, nhưng mà riêng loài người mình dễ dàng hơn. Bây giờ chúng ta hãy xoay ngược lại hướng tâm mình, thay vì mình chạy theo âm thanh, chạy theo hình ảnh, thì mình xoay mình lại trở về an trú ngay nơi con người chân thực của mình, tức là tánh biết. Thì đó là sống thiền đấy. Như vậy thì bây giờ mình nghe một âm thanh thì ngay chỗ nghe mình dừng, đừng theo nữa, dừng ngay chỗ cái biết đang nghe đó, được không? Thấy hình ảnh mình dừng ngay chỗ thấy. Dừng chỗ thấy là gì? Là mình không có thêm, không có bớt gì vào cái mà mình đang thấy, đang nghe. Thì lúc đó là mình đã trở về con người chân thật của mình. Nhưng mà để làm được điều này thì sao? Nhớ bốn chữ: trọn vẹn nhận biết. Thậm chí nhớ hai chữ thôi cũng được, là trọn vẹn, tức là hiện hữu, tức là có mặt tròn đầy 100% ngay khoảnh khắc đang là này. Có thể trong đây nhiều người rất là mới, nghe mình sẽ không quen với những cái ngôn cách diễn đạt như thế này. Không sao hết, từ từ rồi mình lên YouTube mình nghe thêm, mình học hỏi thêm. Nhưng mà các bạn cũ, các bạn đã học rồi, đã ứng dụng rồi, thì một lần nữa nghe những điều này để chúng ta khẳng định lại, để chúng ta có một cái sự quyết tâm mạnh mẽ hơn, là hành trình mà chúng ta đang đi nó sáng ngời, nó rõ ràng và giúp cho chúng ta tiến rất là xa đấy. Cố nhiên Tài không chia sẻ nó quá cao để rồi mình cảm thấy bối rối khi mình chưa đạt được. Ít ra mình cũng nhận ra là bây giờ mình nhìn thấy bông hoa nó rõ hơn, mình nghe tiếng chim hót nó rõ hơn. Dù một cái sự kiện gì đó biến động nó xảy ra, trước đây mình cũng hoang mang, sợ hãi, bất an, thì bây giờ tâm của mình sao? Cũng lắng yên hơn. Có phải vậy không? Trong cuộc đời này mà đạt được chừng đó thôi, có phải là nó đã giúp cho mình quá nhiều rồi không? Và mình cứ sống như vậy, sống trọn vẹn nhận biết như vậy, tự động tâm thức của mình nó sẽ rơi vào dòng chảy để hướng về cội nguồn, hướng về nhà, hướng về biển cả. Tự động. Khi mà mình sống trọn vẹn nhận biết như vậy thì tâm thức mình nó sẽ rơi vào dòng chảy của tánh biết. Thì rơi vào dòng chảy của tánh biết, tức là mình đã làm sao? Nhập dòng, nhập lưu. Làm sao mình biết mình nhập lưu rồi, nhập vào dòng chảy rồi? Đơn giản lắm. Nghĩa là mình giơ tay nó cũng có sự trọn vẹn, năng lực nhận biết nó cũng tỏa sáng. Mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình ăn, mình làm mọi việc mà luôn luôn có biết nó có mặt, mà không cần cố gắng để biết. Tự động là mình biết mình đã đi vào dòng chảy rồi. Được không? Ai thấy mình như thế rồi? Giơ tay lên coi bao nhiêu người. Rồi, giỏi. Thậm chí trong cái lúc mà mình thấy mình buồn, mình khổ, thì cái biết buồn, biết khổ nó vẫn xuất hiện rõ ràng. Thì lúc đó mình chỉ quay lại mình nhận, à, mình là cái đang biết buồn, biết khổ. Còn cái buồn, cái khổ kia nó vô thường mà, nó đến rồi nó đi, nó sanh rồi nó diệt. Như vậy thì đến được cái chỗ này rồi, công phu của mình nó đến đây được rồi, lúc bây giờ mình an lạc lắm.
không còn phải dụng công cố gắng gì hết. Cái gì nó sanh thì cái đó một lúc nào đó nó diệt, đúng không? Cái mà biết mọi cái sanh diệt đó, nó vô sanh bất diệt. Thì bây giờ mình sống ngay cái chỗ mà vô sanh đó, để rồi từ cái chỗ vô sanh mình nhìn ngược lại cái dòng chảy của sanh diệt. Như vậy là mình có tự do, giải thoát. Thật ra ai mà đang buồn, đang khổ, đang giận, đang sợ hãi, đang bất an, đang lo lắng, đang có bất kỳ một năng lượng nào đó tiêu cực chẳng hạn, hãy một phen thử điều này đi. Là bây giờ mình đừng chạy theo năng lượng đó, mà mình dừng ngay cái chỗ biết, để mình ngắm nhìn ngược lại cái dòng chảy năng lượng tiêu cực kia. Ngược lại, tự nhiên mình tự do ngay. Tự do lập tức luôn, tự do liền luôn. Thật ra có phải là nhờ đau khổ mà mình càng mạnh mẽ, mình sống ngay nơi tánh biết, đúng không? Như vậy cái khổ đau đó nó biến thành bồ đề là vậy đó. Thật ra mình có nghe qua đau khổ tức là bồ đề chưa? Đau khổ và cái biết đau khổ nó đang hiện hữu cùng một lúc đó luôn, thì cái biết đó là bồ đề, tức là thánh giác của mình. Như vậy thì hành trình của chúng ta nó quá rõ. Mình nhận ra được cái chỗ này rồi là sướng lắm, khỏe. Thì lúc đó mới thật sự là công phu đó. Còn chưa nhận ra được con người chân thật của chính mình, mình vẫn còn là những người đi lòng vòng, đi lang thang, mình còn là những con người đi tìm kiếm cái này cái kia, bốc cái này lên rồi, rồi mình lại bỏ xuống. Nhưng mà giây phút mình nhận ra được những điều mà sáng nay và vừa mới nãy chúng ta nghe được, thì từ giây phút đó trở đi, mình không còn là những kẻ lang thang nữa, mà mình có nơi đã ở rồi. Cái nơi mình ở, nơi mình an trú, tức là tánh biết của mình đấy. Tức là năng lực nhận biết đang tỏa sáng trong từng khoảnh khắc hiện tiền này. Ngay chỗ đó mình sống thôi. Thì chúng ta lại nhận ra một cái góc cạnh khác. Thì rõ ràng là khi mà mình an trú được ngay nơi năng lực nhận biết, thì mình biết là cái biết đó nó xưa nay nó vốn là như, đúng không? Cái biết của mọi người đấy. Nó như là không gian này. Rồi từ cái không gian của tâm thức bắt đầu những cái đồ vật nó di chuyển trong không gian đó. Cái bàn có thể là sáng nay ở đây, chiều nay có thể ở góc kia. Những bông hoa có nằm đó, nhưng mà có thể nó nằm ở chỗ khác. Nhưng mà cái không gian đang chứa đựng mọi vật đang thay đổi đó, nó không thay đổi. Nó luôn luôn bình an, luôn luôn tĩnh lặng, luôn luôn tròn đầy như thế. Như vậy thì giây phút mà mình sống thiền tròn vẹn nhận biết, thì mình chính là không gian tĩnh lặng, sáng ngời, tròn đầy. Như vậy thì đồ vật, đồ nó di chuyển, nó đổi thay là kệ nó. Nhưng mà con người chân thật vô sanh của mình nó có thay đổi không? Nó chưa từng thay đổi. Chưa từng thay đổi từ vô lượng kiếp cho đến kiếp này, cho đến vô lượng kiếp sau. Nếu mình chưa thể nhập vào cái chỗ biết này, thì mình vẫn là những con sóng lên xuống. Hãy sao một người mà nhận ra được con người chân thật của mình cũng giống như con sóng biển đó. Lên xuống, sanh diệt, đến đi. Nhưng mà giây phút từng con sóng đó nó nhận ra được bản chất chân thật của nó là nước, thì nó thấy là nó không còn lên xuống nữa, không còn đến đi nữa. Nó vốn là thế. Đức Phật mới nói rằng thế gian là vô thường. Nhưng mà để cho cái sự vô thường á, biến động này diễn ra, thì cần phải có một cái thường làm nền tảng cho cái vô thường kia. Không có cái thường này, những cái vô thường kia nó không thể nào vận hành được. Cũng giống như bánh xe, đúng không? Bánh xe.
bánh xe mà nó có thể xoay tròn được thì nó phải dựa vào cái không chuyển động, không xoay tròn. Đó chính là trục xe. Hình dung được không? Thì trục xe là con người chân thật của mình. Thì bây giờ mình muốn sống với cái xoay tròn lên xuống để mình đau khổ ngày này qua ngày khác, kiếp này qua kiếp khác, hay là mình an trú ngay nơi cái cốt lõi xưa nay vốn như nhiên bất động, do mỗi người nhận ra và chọn chỗ nào sống. Thành ra khi mà mình sống thiền trọn vẹn nhận biết, chúng ta nhớ rằng chúng ta đang sống ngay nơi cái chỗ không thay đổi, bất động, trạm nhiên. Cái chỗ đó mình gọi là trục xe đó. Sống ngay cái lõi. Tự động là con người mình nó sẽ vững vàng, nó sẽ bình an. Như vậy mình biết rõ chỗ mình sống chưa? Như vậy thì kể từ ngày hôm nay trở đi, mình nghe một điều gì đó, mình nhìn thấy một điều gì đó, mình chỉ cần nhớ lại mình nên ở vị trí nào để nghe thấy. Mình ở ngay chỗ cái biết để mà mình rõ thôi, thì mình tự do. Tự nhiên tâm mình nó sáng, trí tuệ của mình nó tỏa sáng. Được không? Ai cam kết, ai quyết tâm từ ngày hôm nay trở đi, mình mượn mà, hoặc là mình mượn cái không khí của một cái ngày sống thiền ở chùa Hoằng Pháp của chúng ta ở đây, làm cái foundation, làm cái nền tảng, làm cái bệ phóng để đưa cái đời sống của mình lên một cái tầm cao hơn. Như vậy, ai quyết tâm từ ngày hôm nay trở đi, mình là trục xe. Tới lượt, rồi vỗ tay thật to lên, neo cảm xúc lại. Thành ra ngay chỗ đó rồi á, tự nhiên ai nói gì mình nghe, mà không thêm không bớt nữa sướng lắm. Còn mình sống mà rời chỗ đó đó, thì bắt đầu sao? Mình đang đi ngang qua một nhóm người, mình nghe người ta nói mà có cái tên mình trong đó đó, tự nhiên mình dừng lại chút, đi chậm hơn chút, phải không? Có họ có nói xấu mình không? Như vậy là mình rời cái chỗ tĩnh lặng rồi, phải không? Đó thầy gọi nó là tâm trí. Thành ra mình không còn sống ở vùng trời của nhị nguyên đối đãi nữa, của tâm trí nữa, mà mình một phen bước lên một cái vùng trời thênh thang, màu nhiệm cao rộng hơn. Đó là vùng trời của tánh giác, của nhận biết, của tự do, của giải thoát, của giác ngộ. Thật ra sự giác ngộ chân lý nó không dành riêng cho bất kỳ ai, bất kỳ một tông phái nào, bất kỳ một tôn giáo nào, mà tất cả muôn loài đều xứng đáng sống ở từng năng lượng của tánh giác hết, của giác ngộ hết. Chân lý thuộc về tất cả chúng ta, chân lý thuộc về muôn loài, không? Chân lý thuộc về tất cả chúng sanh trong tam giới, chúng sanh ở trong tam giới, chứ phải chúng sanh ở cõi ta bà không đâu. Tam giới là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng không phải chúng sanh nào, không phải ai cũng có đủ duyên, đủ phước báu để mà được nghe nói, được thấy, được nhận ra. Thật ra Đức Phật nói, ai mà được sanh ra làm kiếp con người là phước báu vô cùng, mà gặp được chánh pháp, tức là gặp được chân lý, gặp được chánh pháp, tức là những lời dạy đưa chúng ta về tới cái con người chân thật á, thì phước báu còn nhiều biết dường nào. Mà rồi mình gặp, rồi mình nghe được, rồi mình ngộ ra, mình sống được, thì mình biết mình là những con người may mắn vô cùng. Sống được rồi, mình trải nghiệm được rồi, mình thực chứng được, thì không còn gì tuyệt vời, không còn gì có thể cao hơn những cái điều này hết. Thật ra ai nhận ra được chỗ này rồi, ở đâu cũng thấy an vui, ngồi đâu cũng thấy vững vàng. Còn mình chưa nhận ra được chỗ này
thì ngồi đâu cũng bất an, ngồi đâu cũng rộn ràng. Dạ, con xin trân trọng, con biết ơn và kính chào sư phụ cùng toàn thể các tiến sinh ạ. Con tên là Nguyễn Thị Huyền, hiện tại thì đang sinh sống ở Dĩ An, Bình Dương. Dạ, và cơ duyên con biết đến sư phụ thì cũng thời gian gần đây thôi. Có một bữa có một bàn, con thấy trên Zalo bàn đó có cái bài thiền siêu cảm năng lượng biết ơn buổi sáng của thầy á. Thì con bấm vào con nghe và con cảm thấy rất là thích, bởi vì cái thời gian thì nó ngắn mà những cái câu từ trong đó thì hầu như nó tròn vẹn những cái mình mong muốn. Mà con trước chơi thì con cũng thấy người ta thiền, nhưng mà con thì chưa có tìm hiểu và chưa có biết. Có một số bàn thiền, những cái thiền thì con cảm thấy giống như mình chưa đủ cái duyên để làm cái đó. Nhưng mà khi nghe cái bài thiền của thầy thì con cảm thấy mình làm được. Và ngồi thì con cũng chưa có quen, nhưng mà mỗi buổi sáng con vẫn dậy sớm, có khi 4 giờ, có khi 4 rưỡi. Sau khi vệ sinh xong thì con ngồi ở cái ghế, ngồi thẳng lưng. Và con mở cái video đó của thầy ra và con đọc theo. Thì ý con hôm nay cũng muốn là con hỏi thầy là nếu như mà con chưa biết cả cái kỹ năng hoặc kiến thức sâu gì đó về thiền, nhưng mà con cứ làm như vậy là cũng được, phải không ạ? Con xin trân trọng về đến thầy ạ. Được, khi mà chúng ta mới tìm hiểu về thiền đấy, mình hay có cái thành kiến sẵn, đúng không? Thiền là phải ngồi, phải chéo chân kiết già, rồi phải ngồi im, mắt liêm diêm, phải không? Thật ra ai mà rủ mình đi tu thiền mình sợ lắm. Rồi mình nghe những tin đồn thiền coi chừng tẩu hỏa nhập ma, thiền dành cho những người căn cơ cao thôi. Nhưng mà may quá, biết đến sống thiền trọn vẹn nhận biết nó khác lắm. Thứ nhất, thiền không chỉ là ngồi, mà thiền là đời sống của mình. Đi đứng nằm ngồi, ăn uống nói năng, tĩnh lặng, hít thở, mà có sự trọn vẹn nhận biết đều là thiền hết. Như vậy thì thiền như vậy dễ không? Dễ. Thậm chí trong lúc tắm mình cũng thiền được nữa, nấu cơm mình cũng thiền luôn. Như vậy thì sống thiền là mình đem thiền vào trong cuộc sống từng khoảnh khắc. Thứ hai nữa là lúc nào chúng ta cũng thắp sáng năng lượng nhận biết, thì như vậy mình đâu có sợ để tẩu hỏa nhập ma đâu. Người mà bị tẩu hỏa nhập ma là người không biết ăn, không biết ăn, đi không biết mình đang đi mới tẩu hỏa nhập ma. Còn cái gì mình cũng biết thì mình yên tâm, phải không? Biết tức là minh, mà không biết là vô minh. Mà mình luôn sống trong ánh sáng của minh thì mình sẽ có cái sự an toàn tuyệt đối. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta hiểu được một lần nữa, khẳng định lại thiền chính là đời sống của mình, chứ không phải chỉ là ngồi. Xưa giờ chúng ta hay bị kẹt vào điều đó. Và thậm chí mình đâu cần phải giải thích nhiều. Ai chưa hiểu thiền là gì, có sách thiền là gì, mình có thể thỉnh mình đọc để rồi mình hiểu hơn. Thật ra có nhiều câu hỏi mà mọi người hay hỏi, thầy sẽ viết thành cuốn sách. Cách trả lời nhanh nhất là như vậy ha. Được ha. Như vậy thì đi trên hành trình sống thiền, sống trọn vẹn nhận biết, chúng ta hoàn toàn yên tâm, yên tâm một cách tuyệt đối, và mình rất là tự do trong mọi tư thế, trong mọi thời gian. Chỗ nào, ở đâu mình cũng có thể sống thiền được hết, bởi vì mình đã đem thiền vào trong sự sống hàng ngày rồi. Tức là làm bất kỳ điều gì mà có sự trọn vẹn nhận biết, mình biết là mình đang thiền. Như vậy có rõ ràng không? Con xin kính chào sư phụ và kính chào đại chúng ạ. Con tên là Hồ Hồng Thái, con là mẹ của siêu trí tuệ Nguyễn Hồng Anh đó ạ. Dạ, rất là có duyên đến ngày hôm nay. Con đến đây là con gặp rất là nhiều hữu duyên, rất là nhiều người bạn tốt và những người bạn cũ. Dạ, con có rất là nhiều bạn. Và trong bài giảng của thầy, thầy có giảng về tánh biết và trở về không. Trở về không là nhận biết. Dạ, thì
cho con hỏi một câu hỏi là những người không thực hành về tánh biết, không phải là họ không biết, nhưng mà tánh biết có lợi lạc gì cho những người không thực hành tánh biết ạ? Có nhiều cách để diễn đạt chân lý. Thầy, cái cách diễn đạt của thầy á chia ra làm hai phần. Một phần á nó thuộc về tâm giác, phần kia nó thuộc về tâm trí. Và chúng ta đau khổ bởi vì chúng ta sống ở tầng năng lượng của tâm trí quá nhiều. Tầng năng lượng của tâm trí tức là cái tầng năng lượng mà nó đối đãi với nhau, hệ đúng sai, phải quấy tốt xấu. Như vậy, một người mà càng sống nhiều, sống sâu ở tầng tâm trí, người đó không bao giờ an, không bao giờ yên được hết. Có nhận ra được điều này không? Nhưng mà giây phút mà chúng ta nhận ra có một cái tầng năng lượng khác luôn luôn tĩnh lặng, luôn luôn bình an, luôn luôn sáng suốt, luôn luôn tròn đầy, nói cái tầng năng lượng đó là tâm giác. Đó là cách nói để đầu óc chúng ta dễ nhận ra. Thế như vậy, khi mà chúng ta nhận ra được tầng năng lượng của tâm giác, tức là tánh biết đấy, thì rõ ràng là mình được tự do. Rõ ràng là mình không còn làm những điều mà khổ mình, khổ người nữa. Còn ở tầng tâm trí, mình nghe một câu, nhưng mà đầu của mình á, nó suy diễn ra 10 chuyện. Thế là mình đau khổ. Chẳng hạn như trong đời sống hàng ngày thôi, mình nghĩ là chồng mình hình như không còn yêu thương mình nữa. Đó là tâm trí. Sau đó nó vận hành là nghe. Hôm đó ảnh đi vô toilet lâu hơn bình thường. À, lúc vô toilet ảnh hình như có cầm theo cái điện thoại. Thì tâm trí nó làm việc tiếp. Tại sao vô trong đó mà cầm theo điện thoại? Vậy là đang chat với ai? Rồi tâm trí nó làm việc tiếp. Chắc với ai đây? Chắc là anh đang nói chuyện với người kia mà không muốn cho mình biết. Mình suy diễn một hồi, thế là mình đau khổ đúng không? Đó là tâm trí đấy. Như vậy thì mình sống ở tâm giác nó có lợi lạc gì? Mình biết xong rồi buông thôi. Không thấy, không thêm không bớt nữa, tự nhiên tâm mình nó an yên. Đó là cái lợi đầu tiên. Cái lợi thứ hai là bắt đầu mình thấy ra sự thật khác, mà không giống như hàng ngày mình nghĩ là. Như vậy thì nó sẽ hóa giải hết tất cả những cái mâu thuẫn trong đời sống của mình. Như vậy một người mà không biết đến và không sống được với tâm giác đó, thì người đó thiệt thòi cho chính họ. Người đó sẽ tiếp tục trôi lắng, người đó sẽ tiếp tục đau khổ với những cái khổ đau đang có và sẽ có. Còn người sống được ở tầng năng lượng của tâm giác thì những khổ đau đã có nó sẽ chuyển hóa. Những khổ đau đang có nó sẽ chấm dứt, và trong tương lai sẽ không còn đau khổ nào hết. Bởi vì con người chân thực tức là tâm giác xưa nay vốn tự do, không dính, thành ra không còn đau khổ nữa. Và người đó sẽ sống một cuộc đời ngay hiện tiền vô cùng tự tại, vô cùng thông dong, vô cùng bình an. Đó là lợi ích. Được chưa? Cuộc đời của chúng ta, ai mà không biết đến điều này đó, là thiệt thòi lớn lắm ấy. Nhưng mà bởi vì họ không biết, thành ra họ cũng không biết là họ thiệt thòi. Thành ra làm sao mình lan tỏa, mình chia sẻ được cho những người gần gũi mình đó, nhận ra được điều này thôi. Khỏi cần phải đi tâm lý trị liệu rồi phân tâm học rồi gì hết á. Tất cả cái đó là trò chơi của tâm trí. Thật ra một người mà sống trọn vẹn, nhận biết sống thiền á, một lúc nào đó mình trở thành chuyên gia tâm lý trị liệu luôn. Mà không cần phải đi học qua cái môn tâm lý luôn. Bởi vì sao? Ngay nơi biết, mình sẽ quan sát được sự vận hành của tâm của chính mình. Thì một lần quan sát tức là một lần thấy ra. Một lần quan sát tức là một lần học hỏi. Có phải vậy không? Mà khi mình thấy ra cái dòng chảy và sự vận hành của tâm thức của chính mình thì lập tức mình hiểu được tâm thức của người. Bởi vì đường đi nẻo về của tâm của tất cả chúng sanh giống nhau. Nhưng mà hơn thế nữa, mình thấy ra rồi mình còn vượt lên trên nữa.
mình còn siêu việt lên nữa. Do đó Thầy ít chia sẻ về cái mảng tâm trí nhiều, nó thuộc về tâm lý. Nó giống như ngứa rồi gãi thôi, rồi bữa sau bị ngứa tiếp rồi gãi tiếp. Thì muốn một phen chúng ta phải cắt đứt hết tất cả gốc rễ. Một phen mình bước lên chân trời cao rộng, một phen mình an trú ngay nơi vùng trời của tự do, của bình an, của thảnh thơi, của giác ngộ, của giải thoát. Có những người có những đau khổ rồi đi đến những nhà tâm lý trị liệu chữa lành, cảm thấy mình lành rồi rồi mình đau khổ tiếp, nó dây dưa, nó mệt mỏi lắm. Sau một phen mà không cắt luôn thì bằng cách là mình vượt lên trên. Thì khi mà mình hình dung á, hình dung là chúng ta đang trong cái vòng khí quyển của đau khổ, giống như khí quyển của trái đất. Rồi mình dùng nhiên liệu để mình bứt phá nó ra, thì mình thấy phi thuyền của mình nó sẽ bay lên cao dần. Nhưng mà nó chưa ra khỏi lực hút của trái đất thì mình biết là nó sẽ rớt xuống lại. Thật ra ra khỏi lực hút của trái đất ở đây nghĩa là mình phải vượt ra khỏi cái tầng năng lượng của tâm trí. Thì lúc đó mình mới thênh thang được, mình không còn rớt xuống lại. Còn giây phút mà mình ngỡ, mình tưởng rằng ôi mình được chữa lành rồi, mình được bình an rồi, mà nó chưa vượt ra hết nhiên liệu, rớt xuống lại. Có ai có trải nghiệm này không? Có đúng không? Vậy mình có muốn một phen mình vượt thoát hẳn không? Thì đó sống thiền đấy. Đó là lợi lạc khi mà mình nhận ra tâm giác, mình sống ngay nơi cái tâm giác của chính mình đấy. Một phen bứt phá ra khỏi lực hút của thế giới nhị nguyên thì mình sẽ đến cái thế giới của bất nhị. Nhị nguyên là đối đãi, bất nhị là không còn đối đãi nữa, không hai. Mà bây giờ ở Tây Phương nó có một cái phong trào sống bất nhị, nghĩa là non-duality, rất là mạnh. Ở Việt Nam mình thì bây giờ có phong trào sống thiền, trọng vàng nhận biết, đang lan tỏa. Dạ con xin kính chào sư phụ ạ, con xin kính chào đại chúng. Con tên là Thủy, con ở Hà Nội vào ạ. Con có một cái câu hỏi khi mà muốn được hỏi sư phụ ạ. Khi mà con thực hành cái tâm giác thì con trước đây con có rất nhiều những khoảnh khắc mà nó tâm trí nó không xen vào, con thấy những khoảnh khắc đấy rất là tuyệt vời. Thì con có thể dễ dàng nhận ra cái khoảnh khắc đấy khi mà con quan sát thân và quan sát cảnh. Nhưng mà con quan sát tâm thì con không phân biệt, chưa phân biệt được rõ. Giống như khi con đang bị chìm vào một cái cảm xúc đau khổ hoặc hạnh phúc chẳng hạn, thì con khi con nhận ra, con dừng lại thì con thấy là cái cảm xúc đấy gần như nó dừng lại luôn. Tức là cái cảm xúc đấy nó chỉ còn lại một chút ở cái nhịp tim đập nhanh hơn, hoặc là cái khuôn mặt nó sẽ giãn ra, chứ con không cảm nhận được là con là một người đang quan sát cái cảm xúc của con. Thì con không biết, con chưa phân biệt được ạ. Vậy có một cái thứ hai nữa là con thấy những cái cảm xúc mà hoặc là những câu chuyện mà tâm trí thêu dệt lên, nó giống như nó có một cái sức hấp dẫn gì đấy mà con rất khó bứt phá ra khỏi được nó để có thể quay trở về cái nhận biết của mình ạ. Thì con mong được sư phụ chia sẻ thêm ạ. Con xin cảm ơn ạ. Đúng là nó khó. Nó khó vì sao? Vì nó là thói quen của mình đấy. Nó là thói quen của mình đó. Mình không nói những cái kiếp trước, kiếp này thôi. Kiếp này khi mình sanh ra, mình lớn lên, mình đã quen sống ở từng năng lượng của tâm trí rồi. Mà mình sống như vậy đâu phải một năm đâu. Bây giờ là mấy chục năm rồi đúng không? Bây giờ mình tập cho mình một cái thói quen mới, đó là sống ở ngay nơi nhận biết thôi, tròn vàng nhận biết. Như vậy thì nó cần thời gian để cho cái nguồn năng lượng mới này nó mở rộng, phát triển, được không? Cần thời gian. Trên hành trình nào nó cũng cần thời gian hết. Một cái hạt giống mà chúng ta gieo xuống lòng đất á, nó cũng mọc lên cây liền rồi nó cho hoa, cho trái không? Cần thời gian nảy mầm, vươn lên, rồi xuân về, rồi hoa, rồi trái. Thì mình cũng để tự nhiên.
Chuyện của mình nó là gieo hạt giống vào trong lòng đất. Chuyện cái hạt nó nảy mầm khi nào là đất nó làm việc, sướng không? Thì cũng vậy, chuyện của chúng ta là sống trọn vẹn nhận biết. Còn năng lực nhận biết nó tỏa sáng, nó mạnh mẽ khi nào là chuyện của nó. Chuyện của mình là trong lúc đi mình trọn vẹn với từng bước chân, mình nhận biết từng bước chân, trong lúc ăn, trong lúc làm việc. Đơn giản vậy thôi. Nó đơn giản hơn như vậy nữa. Nhưng mà thôi mình nói đơn giản như vậy ha. Chứ nói hơn nữa là gì? Là sống thiền là mình không phải tu tập gì hết đấy. Mình không phải tinh tấn, không phải nỗ lực, không phải làm cái gì hết, mà ngay biết mình sống thôi. Nó đơn giản đến mức độ đó luôn. Nhưng mà tâm trí mình nó không quen cái chỗ đơn giản đó. Tu là phải phức tạp, đúng không? Mình quen như vậy. Tu là phải nỗ lực, tu là phải tinh tấn, tu là phải thế này thế kia. Đó là những cái tiếng nói của tâm trí. Bây giờ Thầy chia sẻ với chúng ta và mình để ý đi nha. Thầy đang nói chuyện ở đây, âm thanh phát ra như vậy, mình có nghe không? Rồi cái tiếng của cái máy điều hòa nó e, mình có nghe không? Mình có nghe cùng một lúc không? Có cố gắng không? Đó, cái biết mình nó đang hiện tiền, nó đâu cần cố gắng đâu. Đó là cái điều tuyệt vời đấy. Thật ra lúc đầu mình nói là mình phải nỗ lực, mình phải tinh tấn, mình phải cố gắng là những cái bước đầu tiên thôi. Nhưng thật ra nhận ra được chỗ này rồi là mình sống thôi, không phải cố gắng gì hết. Ví dụ như mình đang ngồi đây mà tâm trí nó nhảy vô nó cất tiếng nói của nó thì sao? Thì kệ nó. Chuyện của nó cứ để cho nó làm. Nhưng mà chuyện của mình mình chỉ nhớ là biết rõ nó thôi. Được không? Thì đơn giản không? Chứ đừng có nói, ê tâm trí, tôi thấy bạn rồi đó, bạn đáng ghét quá, bạn đi đi. Bạn mà không đi là tôi tấn công bạn. Không phải như vậy. Mà là gì? Mình đã vô tình mời bạn ấy đến chơi trong ngôi nhà tâm thức của mình bao nhiêu năm rồi. Hay nói một cách khác là bao nhiêu đời rồi. Và coi nhà của mình là nhà của bạn ấy rồi. Thật ra không phải trong một khoảnh khắc là mình mời người ta đi, mà không cần mời nữa. Bởi mình biết là tất cả những cái tiếng nói thì thầm ở trong tâm mình đó, nó đến rồi nó đi, nó sanh rồi nó diệt, kệ nó. Chuyện của mình chỉ là nhận biết nó mà thôi. Như vậy có phải khỏe không? Có đơn giản không? Chuyện của mình chỉ làm một chuyện là nhận biết nó. Nó đến nó chơi mà mình không đồng chơi với nó đó. Nó chán là nó đi rồi. Nó đi thì sao? Nó đi rồi không phải là nó yên ắng đâu. Bắt đầu anh chàng khác tới. Đúng không? Anh chàng khác tới rồi ảnh cũng chán rồi ảnh đi. Rồi đến cô nàng khác tới. Một ngày trong tâm của mình có bao nhiêu những ý niệm, bao nhiêu những vọng tưởng nó phát khởi. Và nhớ cho thầy điều này. McKenna. Nghĩa là mặc kệ nó. Nhưng mà mặc kệ đây là mình không phải lơ nó. Mình biết nó, nhưng mà cứ kệ nó. Chuyện của mình chỉ duy nhất là ngay chỗ biết mà mình rõ. Thì từ từ bắt đầu những cái ý niệm đó, những cái tâm thức đó, những cái vọng tưởng đó, nó sẽ bị muội lực. Muội lực nghĩa là gì? Nó bị bào mòn dần đi. Cái số lượng những lần nó đến, hồi xưa nó ồ ạt, nó như một cơn lốc, thì bây giờ nó như một cơn gió. Nó giảm cái tần số rất là nhiều. Mà mình không phải làm gì hết. Sướng không? Có cái pháp tu gì mà không cần phải làm gì hết không? Hay là không phải làm gì hết có phải là người vô sự không? Hay ra mình sống thiền trọn vẹn nhận biết là mỗi người chúng ta sẽ trở thành những người vô sự và không phải làm gì hết. Không phải cố gắng, không phải dụng công, không phải tinh tấn, không phải nỗ lực. Mà biết thì nó sẵn rồi. Phải không? Cái biết là cái sẵn rồi. Như vậy thì từ từ trên cái hành trình này, tự nhiên tất cả mọi quỹ đạo
nó sẽ trở về đúng trật tự của nó. Cả nhà mình rõ được chỗ này không? Mình đang đi trên hành trình trở thành người vô sự. Người vô sự không phải là người không có việc gì để làm, mà làm muôn việc nhưng mà vẫn không thấy mình làm gì hết. Bởi vì mình làm cái gì cũng là trọn vẹn nhận biết mà. Thật ra mình càng làm việc mình càng thảnh thơi. Do đó một người mà đi trên hành trình sống thiền trọn vẹn nhận biết, mình quan sát người ấy đi, mình thấy người ấy làm rất là nhiều việc nhưng mà họ rất là thảnh thơi, lúc nào cũng có thời gian ngắm cảnh, uống trà, đi chơi, chuyện trò mà vẫn rất là thảnh thơi, mà công việc lại đạt được cái hiệu quả cao nhất. Thật ra cái này ngôn ngữ các bạn trẻ gọi là less is more, ít mà là nhiều. Còn mình làm ào ào ở tâm trí, mình làm dữ dội lắm mà nhiều vậy đó, nhưng mà không được kết quả gì hết, ít. Và chúng ta hãy biến đời sống của mình thành cái gì đó mà mình tận hưởng, được không? Mà muốn làm được điều đó thì nhớ bốn chữ: trọn vẹn nhận biết. Dạ, con chào sư phụ và cả nhà mình ạ. Con là Lê Na và hôm nay con đi cùng với mẹ con là Thu Hiền. Thì cách đây 10 tháng thì con với mẹ con cũng được biết đến thầy sư phụ á, ở ngay tại đây luôn, cũng là chùa Hoằng Pháp, cũng là cái khóa tu thiền một ngày. Và con nhớ lúc đó thì mẹ con đang bị trầm cảm khá là nặng á. Và khi mà tham gia thì mẹ con nằm ở trên lầu á, mẹ con nằm không có nghe được, không có ngồi được luôn. Nhưng mà tới cái đoạn mà thầy nói về trầm cảm, cái mẹ con bừng tỉnh, và từ khi đó thì tới bây giờ là được gần 10 tháng thì mẹ con hiện nay thì năng lượng nó cũng lên rất là nhiều rồi, rất là tốt, cải thiện khá là nhiều rồi. Con rất là biết ơn thầy. Và con xin hỏi thêm một câu là khi mà mình đã được học tập á, được tu tập á, mình đã thấy mình năng lượng mình lên cao rồi, nhưng mà khi mà những cái người thân của mình á, người nhà của mình thấy người ta cũng đang đau khổ á, nhưng mà mình muốn là lan tỏa cái khóa học đi của thầy, nhưng mà người ta vẫn chưa sẵn sàng đón nhận, thì mình gọi như là mình có cố gắng hay không thầy, hay là mình cứ để là tùy duyên ạ? Mình đừng cố gắng. Vì sao vậy? Vì khi mà mình cố đấy là trong lòng mình á, mình cố gắng có nghĩa là trong lòng mình nó có một cái mong muốn, phải không? Người đó phải làm theo, phải đăng ký, phải học. Mà họ không theo á, thì năng lượng mình đang cao, tự nhiên nó rớt xuống cái mình khổ. Tại sao hay vậy? Tại sao tốt vậy mà người đó không chịu học, không chịu thay đổi? Bởi vì mình thương mà. Thành ra cái quan trọng nhất là mình giao duyên thôi. Nhưng mà đừng có cố gắng và đừng có bắt người khác phải theo giống như mình. Bởi vì mỗi một người á, đến cuộc đời này họ có những cái hành trình của họ. Cái bài học khổ đau đó họ đang học đấy, nhưng mà họ học chưa xong. Thành ra mình phải để cho họ chấm dứt xong cái quá trình của họ, rồi lúc đó tự nhiên họ bước qua một cái bài học mới. Có phải vậy không? Thành ra trong cái sách Về Nhà đó có một chương thầy có viết là gì? Không giúp gì hết cũng là đáng giúp. Cái này là cái rất là khó hiểu, bởi vì thường á, mình nghĩ giúp ai đó là mình phải làm một cái gì đó. Bây giờ chỉ nhìn họ, quan sát họ thôi mà là giúp rồi. Mà đúng là như vậy đấy. Thật ra là yên tâm đi ha. Mình thương nhưng mà đừng bị cuốn vào cái dòng chảy của tình thương đó, để rồi mình bị hệ lụy. Thì đó là thương có trí tuệ. Ví dụ như Đức Phật chẳng hạn, Ngài Đại Bi là tình thương của Ngài bao la rộng lớn, nhưng mà thương rồi dính là bây giờ Ngài chắc cũng khổ đấy, phải không? Thật ra làm sao mà mình thương một ai đó, kể cả người thương của mình, nhưng mà mình cũng hiểu là họ đang đi trên hành trình của họ, đang học cái bài học của họ và muốn bước qua một bài học mới. Thì bài học cũ, bài học đang học phải chấm dứt, phải vậy không? Mình muốn lên lớp 2 thì mình phải học xong lớp 1 chứ. Mình có thể học vượt cấp được, nhưng mà cái điều đó là điều mình muốn vượt cấp,
Còn không là mình cứ vẫn đi một cái quy trình bình thường. Thật ra có những người mẹ sanh con ra thương con quá mà không hiểu cái nguyên lý này. Lúc nào cũng muốn bên cạnh đồng hành chăm sóc, lo lắng từng chút. Và đứa trẻ nó lớn lên, nó bị thương như vậy chứ không phải được thương đâu. Thế là nó giống như cục bột á, nó không có khả năng tự lập luôn. Để ý đi. Và rồi chúng ta thương con của chúng ta được hết cuộc đời không? Nó nhỏ, nó trẻ hơn mà. Mình lớn, mình già hơn, mình sẽ đi trước nó đó, chắc chắn rồi. Như vậy mình chết đi rồi thì ai chăm lo cho các con của mình giống như mình, liệu nó ổn không? Câu trả lời là các bạn ấy sẽ rất ổn nha. Ổn theo cách của các bạn ấy, theo duyên, theo nghiệp, theo phước của các bạn đó. Điều mà tất cả chúng ta có thể làm cho người thương của mình tốt nhất, nó chỉ một điều duy nhất này thôi. Đó là chính bản thân mình sống bình an, hạnh phúc. Đồng ý không? Chỉ làm một việc này thôi là xong rồi đó. Một việc này là xong cho tất cả mọi việc. Còn nếu như cái việc này mình chưa làm được mà mình muốn giúp ai bình an hơn, thì cái giúp bình an cho người đó là nguyên nhân để tạo ra một sự bất an khác. Thành ra mình thương ai, mình giúp ai đơn giản lắm. Mình chỉ cần khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc. Hay nói một cách khác là mình chỉ cần giữ gìn thân mình khỏe, tâm mình an, trí mình sáng, nghĩa là mình đang giúp cho cuộc đời này rồi. Ai mà trong gia đình có những người con, người cháu mà vướng vào những tệ nạn rồi mới biết. Mới biết cái điều gì? Biết là thật ra mình không có mong muốn con cháu mình nó trở thành bác sĩ, kỹ sư gì đâu. Nó trở thành một người sống bình an, ngoan ngoãn, không hại chính nó và hại người khác là đã đủ rồi. Cũng giống như vậy, mình giúp ai cái cách đơn giản nhất là chính bản thân mình bình an, hạnh phúc. Duyên mình cứ gieo, mình cứ trao. Khi nào họ tiếp nhận là cái duyên của họ. Hiểu điều này không? Cái mình tạo ra là tạo cái duyên cho người kia. Nhưng mà người đó tiếp nhận hay không là cái duyên của chính họ. Rồi, trả lời như vậy được ha? Dạ, tiếp theo em xin mời chị ngồi cạnh. Hi, good afternoon everyone. Sir, I have a question for you. What were you like before becoming a monk? Sorry, you speak English, right? Yeah, I'm just curious, who were you, you know, before becoming a monk? Where did you come from? Sorry, I'm from the Philippines. I apologize for those who cannot understand me right now. A lay friend or a monk, it's just an outside form. I like freedom. And I found out that in this path, I become a free person. That is the reason why I decided to become a monk. But the moment I become a monk, and I also begin to see the form is not important. The most important thing is our hearts to be free, and we become a free person wherever we are. Only a free person, so we can nourish our compassion in our heart. And you know the people who has compassion, wherever they are, they can generate the energy of love. And the people, others, want to come to be close, to feel peaceful, and the suffering in the life also automatically be transformed. And I want to bring peace, happiness, freedom to the people around the world, not only in Vietnam. Okay. That is the reason why I travel around the world. Uh-huh. And I think one day, I also travel to Philippines, where you live. Where I live? In the Philippines? I don't know, where? I live in the south of the Philippines. It's in a different island, very far from the capital. Okay. Yeah. Can I ask you another question? Yeah, good. How long have you been a man of faith? Almost 20 years. 20 years. Okay. And also, what's your view of our world right now? Oh,
our world now, we see there is war somewhere, and there is peace somewhere. That is the nature of life. The nature of life is the duality. That is good, and that is bad. That is hot, and that is cold. And that is the nature of life we cannot change. All the human being wish that one day the world become a peaceful world. But to me, I see it's impossible. We cannot create our world now become a peaceful world. It's impossible. But what is possible is we ourselves become a peaceful person. And that is my view for the world now. I wish everyone can generate the peace inside of them. In order together we create a peaceful world. But the peaceful world that like we wish will never happen. Can I ask you, because you've mentioned, and it is a fact that there is war going on in a different side of the world. Is there an easy way, or is it easy to keep peace within ourselves? How easy is it? And that is the act of living meditation. Wherever you are fully present and be aware, you begin to see your mind function. And you see, our mind is really look like the world outside. There is good thoughts come, and there is also bad thoughts come. And that is the nature of mind, also the nature of the world. So, but there is another energy always observe the good and best come to our mind. And that observer go beyond good and bad. And the moment we realize this, we become a free person. We begin to generate the peace inside. And I think you can do it because this is not belong to any religion. It belongs to all human beings. It belongs to all beings. But we are lucky that we are human beings. So it's easier for us to touch this kind of nature. You know, in English we call human being. It means that it's the human. Human, from human we can arrive at being. What is the meaning of being? Being is fully existent. Being is the source of happiness. And I want to wake the people up from human arrive at being. So how can we do that? Being aware of any moment, and that is the path we arrive at being. You got it? Yeah, thank you so much. Yeah. But how can you know this retreat and you come? Is there anyone to help you to translate? Yeah, she's my friend. She's been my friend for 6 years now. Yeah, and she's trying to translate to me, you know, as much as she can. Yeah. Yeah. So I wish one day you can travel to my meditation center in Europe. And there we have many sisters who can speak English well, can talk with you much more. Okay. And sometimes I also have the English speaking retreat for the people who can speak English. And you can join us if you have time on that event, on that moment. I see. By the way, I asked my friend if you had any books that are in English, but she said it's not yet available In Vietnam, not yet. Not yet. But in European, we have. Yeah. Okay. Okay, thank you. Yes. Thank you for your question. Cái tầm nhìn của chúng ta là lan tỏa cái đời sống thiền trọn vẹn nhận biết, không những ở trong nước mà sẽ lan tỏa nó đến toàn cầu. Bởi vì là con người ai cũng cần đến cái đời sống này hết, dù họ thuộc về tôn giáo nào, quốc gia nào, chủng tộc nào. Thật ra mỗi người cố gắng rèn luyện thêm tiếng Anh nhé. Được không?